Chào bạn, mình là Thắng. Đây là quang cảnh trong hồ câu của mình sẽ câu cá hôm nay. Hôm nay mình sẽ đi thăm quang cảnh hồ câu của mình. Bác câu được con nào chưa bác? Chưa được con nào. Vâng, cho đang ra chỗ bạn cháu. Ra xem mấy ông bạn mình cho cá ăn anh ạ. Đã phóng sự rồi. Bác, em ra chú bạn em. Được con nào chưa anh? Rất là đông người câu cá tại cái hồ này. Đây là hồ 286 xiển. Alo. Chào các bác. Đây các cần thủ ngồi chỗ này rồi. Tưởng đi cùng ông Tú cơ mà. Ông Tú đâu? Thì không có ông Tú thì làm sao mà mang được cá về? Chào bác. Giới thiệu với các bạn, đây là Tùng. Tùng dạy cá và Tùng đang cho cá ăn. Tùng đi thế này thì từ giờ đến tối thì chắc cũng là cá ở đây sẽ lo hết. Mày kiếm nó đâu cái mày đấy. Vừa nói rồi, vừa nói 286 rồi. Các cần thủ tụ tập về cho cá ăn. Cái hồ này rất cần những người như Tùng. Đây là bộ kính râm câu trong những ngày nắng ấy Tùng nhỉ. Đây là run à? Trong cái hộp vuông vuông này. Lưỡi à? Thế kéo con voi để làm gì ấy? Cướp này. Cái phao to này dùng trong trường hợp nào? Lém thật ra à, cái chính cái phao này nó mới lém được đúng không? Nó lặng này nó mới, đây là cục chì đấy chứ đúng không? Vừa phao vừa chì đây, đầu này giờ chì lặng chịch này.
rất sắp phát gặp bởi vì con chú ý Ấn Độ đéo đuổi được cắm xuống khoan là cắm hẳn xuống một cái lượng người nếu buổi sau gần như cả người nhấp mà quan còi không lúc thì nhấp lên vứt quan nó chặt sao đà lên cắm cặp đấy. Đây là đang đi xem ổ thính. Thấy gì không? Đây rồi. Đi trên. Đây. Ê. Cái phá cái xốp nhỏ đấy không?
này được cái gì. Lên rồi kìa Tùng kìa. Cháy máy rồi đấy. Quay đến hơn tiếng rồi đấy.
Đốt hết 20 quả pin rồi mà chưa thấy đốt đá nào. Không con cá nào muốn lên màn ảnh. Thằng nào chẳng gì thì lên màn ảnh thì nó rực rỡ rồi hả? Chả có một cái kiểu là cái chung cư hay là cái
khúc thôi. Đi đâu? Lấy làm được cơm ra rồi. Cái bánh xe đẹp đấy. Sướng. Buông đi cho nó ngập hẳn đi. Tham. Chắc là sợ buộc lại bồi. Thank you.
Đây là tất cả thành quả của bạn Tùng và sư phụ câu được trong ngày hôm nay. Cũng rất là may rồi, không phải ra về tay trắng như mọi khi.